Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE John Cena Series 64 và mô hình WWE Eric Rowan Series 111. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE John Cena Series 64. Mô hình WWE John Cena Series 64 gồm có mô hình John Cena với áo 15X được thiết kế cố định, không đi kèm phụ kiện. Ngoài John Cena thì dòng WWE Series 64 chúng ta còn có các mô hình sau: Dolph Ziggler, Braun Strowman, Xavier Woods, Brock Lesnar, Apollo Crews và Lana. Và đây là tem WWE để các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Eric Rowan Series 111. Mô hình WWE Eric Rowan Series 111 còn có mô hình Eric Rowan với áo ba lỗ được thiết kế cố định, không đi kèm phụ kiện. Ngoài Eric Rowan, dòng WWE Series 111 chúng ta còn có các mô hình sau: Bray Wyatt, Jeff Hardy, Nikki Cross và Kevin Owens. Và đây là tem WWE để các bạn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE John Cena Series 64
và mô hình WWE Eric Rowan Series 111. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.